Còn lại những ước mơ thì gió bay. Yeah, tìm người thân có phải là khó, phải là khó như người say. Find a way with you, baby. Còn gì đâu xa hoa, đây là phút giây mình cho em nghe bài bản tình ca. Yeah, yeah. Là một nước ngôi sao là pha tỏa sáng cho gì mình. Anh và em sẽ không rời xa. Nhưng mà có ai biết đâu một ngày không xa. Sẽ có khúc mắt đường tình phóng ba. Chỉ cần một sự có hoành tráng, chỉ cần sàn diễn trong tim em là đủ. Ngôi sao này không cần quản lý, chỉ cần có em là chủ. Dịu dàng như đóa hoa mộc lan, là phần quà vô giá do trời ban. Ta bên nhau cùng cả mà quên mất luôn thời gian. Trao cho nhau một cung trời riêng, cho một cung trời riêng. Yeah, yeah, yeah. Không có ăn. Sao vậy? Anh làm việc cực vậy phải ăn mới được, ăn mới có sức. Nhưng mà tôi không có đói, cho nên tôi không có ăn. Dung ăn đi. Anh ăn chút đi mà. Nè, tôi đã nói là tôi không có ăn mà. Trời ơi, sao kỳ vậy? Sao anh lạnh nhạt với em vậy? Đâu có lạnh nhạt gì đâu. Tại đang... Hay là anh á, anh không muốn chịu trách nhiệm đúng không? Không sao hết trơn á, tại vì tình yêu không có miễn cưỡng được. Em cũng đành chịu thôi à. Em nói gì kỳ vậy? Anh đâu phải là loại người đàn ông đó đâu. Thì anh làm á thì anh sẽ tự chịu trách nhiệm. Chứ anh cứ nói anh không chịu hồi nào đâu. Vậy là em hiểu lầm hả? Vậy anh định chừng nào mình cưới à? Anh nói anh chịu trách nhiệm nhưng mà còn cái chuyện cưới thì nó chưa phải lúc này. Trời đất ơi, không không phải lúc này thì lúc nào? Cái gì vậy? Tại vì đó hồ sơ xin việc ở thành phố hả? Ủa sao kỳ vậy? Tại sao anh lại xin việc ở thành phố? Anh muốn bỏ chạy đúng không? Không có, không có. Em hiểu lầm ý của anh rồi. Cái này là anh đang xin việc. Thì em nghĩ đi, anh là quản lý ca sĩ, quản lý của con đất. Mà bây giờ con đất nó đã đi rồi, nó không có ở đây. Thì anh ở dưới quê sao anh có tiền được? Đâu có lý do gì anh ở dưới quê đâu. Thì bây giờ anh phải nộp hồ sơ cho thành phố á, rồi anh lên đó anh làm, anh kiếm tiền, rồi anh lo cho em. Rồi lúc đó mới tính tới chuyện cưới hỏi, rồi rước em lên đó sống chung với anh. Sao được? Anh đi vậy rồi anh bỏ em ở đây với ai? Thôi, anh đừng có giấu em. Rõ ràng là anh muốn bỏ chạy, anh muốn lên đó anh tìm cơ hội của cuộc đời anh đúng không? Có ý đó mà. Chứ gì nữa? Ê, trời đây nè, anh gửi cho người ta luôn rồi nè. Bực bội thiệt luôn á. Cái này là, em, cái này là anh đang làm việc mà. Không có làm việc gì hết trơn, anh đã muốn bội. Em làm cái gì vậy Dung? Anh dám lớn tiếng với em luôn hả? Chưa gì hết mà anh đã muốn bỏ em rồi đó. Nếu như mà em có bầu á thì chưa chắc gì anh nhận nó làm con anh đâu. Trời ơi, nội, Phúc có nhà không nội? Phúc, con Châu tới kiếm kìa. Dạ, con ra liền. Chờ nó chút đi con. Gì vậy hả? Anh Thắng làm chị Dung có bầu rồi. Hả? Chị Dung có bầu? Nhỏ thơm, không nghe gì vậy? Rồi giờ anh Thắng tính làm sao? Anh Thắng sắp làm ba rồi hả? Nghe mà thấy ghê quá à. Anh trai hay gái vậy? Không phải, ý là chưa. Nhưng mà cái chuyện quan trọng bây giờ á là anh Thắng không có chịu nhận trách nhiệm. Hồi sáng còn tính bỏ về thành phố nữa đó. Cái gì? Sao mà được? Người muốn bỏ trốn á nha, là chị Dung muốn bỏ trốn mới đúng kìa. Con gái mà lỡ có bầu nha, không may nhận là xấu hổ lắm chứ. Đang ở đây á là phải dọn đi liền. Nếu mà đang trên thành phố đúng không, là phải dọn xuống dưới quê ngay á. Giống như cô Út nè, dọn đồ về đây mấy bữa nay á, cháu thấy tôi nói đúng không? Đi khùng hả? Ừ. Không nói vậy chẳng khác nào người ta dễ hiểu lầm là cô Út có bầu mới về đây vậy đó. Mấy cái đứa này bậy bạ hết sức à. Lo đi học đi. Dạ. Đôi nó ba láp ba xàm gì đâu không à. Vậy thôi tôi đi về nha. Dạ con chào nội, con về.
Ừ. Cô làm ơn anh nhanh nhanh đi, để mình vô công việc chính được không? Trời, từ từ chứ. Tôi đang soi không thấy hả? Bộ muốn tôi bắt nhạn chết hay gì? Mà nè. Gì? Cô làm ơn cô nghiêm túc trong công việc hơn được không? Sao lần nào tôi qua tôi gặp cô cũng ăn hết vậy? Cô không ăn là cô chịu không được hả? Ủa? Tôi nói thiệt với anh, trên đời này có mình anh nói tôi không nghiêm túc á. Tôi là một người làm việc rất là nghiêm túc, có tiếng từ ở trên Sài Gòn cho đến về xuống đây. Tôi nói cho anh biết, cái chuyện ký hợp đồng dễ ẹt cái gì? Đây nè, thì ký rồi xong thôi, cái gì đâu. Mà có đọc qua chưa? Hả? Ký cái rẹt là xong hả? Nói chuyện như cô dễ quá vậy. Đồ vô trách nhiệm, dám làm mà không dám chịu. Vô phước mà gặp cái người như vậy. Anh Dương, chờ Út chút. Anh ngồi đây nha. Tôi phải vô công tác tư tưởng với chị đang bị thất tình cái đó. Sao? May mà anh không có miếng gen nào của Trâm. Kiểu này không biết chừng nào công việc mới xong xuôi. Nè, làm ơn ngồi né né em ra giùm cái đi, đừng ngồi gần em. Cái gì vậy? Mới vừa ngồi xuống chưa có làm gì luôn á. Làm gì căng? Thích. Thích gì? Trời ơi, thiệt tức ghê luôn á trời. Nói sao? Bỏ cái bánh xuống rồi. Đứng dậy, qua bên kia. Ai cho mày ăn? Trời ơi, người ta kêu trời đánh chánh bữa ăn mà con mới vừa cắn mấy ông ngoại quýnh cái con răng ra luôn á. Mày biết cái bánh này tao làm gì không? Làm gì? Tao cúng 16, thấy không? Tao cúng ngoài ngã ba đường đó. Tao đốt vàng mã xong xuôi á là tao tính giải luôn ngoài đường. Rồi con này nó tiếc nó đem vô, chiều nó cho mấy con heo ăn. Hả? Mà mấy con heo trong chuồng chưa ăn, heo này ăn rồi. Trời, ngoại em, con có làm gì đâu, tự nhiên mọi người gặp con hằng học quá à. Tao ghét cái thứ, thấy không? Cái nhà này không có chứa cái thứ mà không có hảo hán. Cái thứ mà không nhận mình trách nhiệm của mình, dám làm dám chịu chứ, thấy không? Đúng rồi đó ông ngoại. Anh á, em thấy anh cũng đẹp trai á, mà sống vô trách nhiệm quá à. Hèn còn hơn chứ hèn nữa. Chứ còn gì nữa. Ủa, cái chuyện bí mật đó là bây giờ là mọi người biết hết luôn rồi hả? Mày qua mặt ai chứ qua mặt tao hả mày? Trời ơi, mọi người hiểu lầm rồi, con không phải người vậy đâu. Tự nhiên cứ bây giờ mọi người cứ nghĩ xấu cho con vậy không à. Thôi, mình làm thì mình nhận, thấy không? Vậy mới mình đáng mặt đàn ông con trai. Đó mày nghe mấy con chim trong nhà tao không? Nó còn chửi mày đó. Trời. Mày không hiểu không? Nó nói đồ xảo trá. Thiệt, ngày nào cũng cho nó ăn mà nó đáng được con dùng lạc lòng nó hết luôn. Mày dám đụng tới con chim tao không? Con chim tao mà có bề gì là mày chết mày chứ mày đừng nói. Con tức quá con nói vậy thôi chứ sao con dám đụng tới con chim của ông được. Em kể cho anh nghe nè, hồi xưa á, ba em á cũng là tài tử á, nhưng mà vì thương vợ thương con cho nên mới chấp nhận về đây ở ẩn. Mà bây giờ anh thấy không, ba em vẫn vui vẻ hạnh phúc. Cho nên á, em nghĩ nên gặp ba em đi, bái ba em làm sư phụ, ba em dạy anh cách làm đàn ông. Đó, mày nghe chưa? Nghe không? Nhà này không ai ưa mày trơn rồi. Nó chim cò mà còn ghét mày nữa thì mày coi mày trụ đây được bao nhiêu lâu. Thôi thôi, con hiểu số phận của con rồi. Bây giờ con cũng nói có không ai hiểu đâu. Thôi con xin phép con đi công chuyện cái. Cho con cái bánh, bánh bánh cho heo mà cũng đâu có ăn được đâu. Anh nhớ lời ông ngoại em dặn đó. Mày lấy ba em ra làm gương đó. Thiếm à. Thiếm có cần con phụ gì không? Không có cần đâu. Thiếm với anh Dung ở đây làm cũng gần xong rồi.
À, dạ cái vỏ con nó đầy đầy thêm coi kêu ai lấy cái vỏ không qua giùm con đi thêm. Ờ à, nè con đem vỏ không qua bển cho nó sắp bữa vô tiếp giùm thím cái. Ờ à, thì bên này cũng có hai ba cái vỏ không á, không biết là muốn lấy cái vỏ nào à, thím có gì thím hỏi giùm con lấy vỏ nào vậy thím. Ủa cái gì kỳ vậy nè, hai đứa bay ra đây phụ tao hay làm phiền tao vậy hả? Nói chuyện cũng phải chuyện qua tao mới được nữa, làm như tao là cầu truyền hình trực tiếp của hai đứa bay vậy đó. Tại thím thấy nói móc nó méo con kìa. Nói thiệt coi. Dạ. Hai đứa có chuyện gì vậy hả? Nè nghe, làm gì thì làm nha, một đêm phu thê là một đời ân nghĩa đó, biết chưa? Còn ai chưa biết chuyện này nữa không thím? Biết. Cái gì vậy? Đúng rồi đó chị hai, chuyện rõ như ba ngày vậy đó. Thằng này nè, nó chán cái quê nên muốn bỏ con Dung. Trời. À, không có nha, không có nha cô Út. Trời đất ơi Thắng. Cô Út đừng có cạp ổi mà nói chuyện bậy bạ nha cô Út. Bậy bạ gì? Nè, con vậy đó hả? Thiệt tình thím không ngờ luôn đó nha. Trời. Thím tưởng đâu là con đàng hoàng chịu khó dữ lắm, chưa kịp mừng cho con Dung gì hết trơn, giờ con lòi mặt chuột ra vậy rồi đó hả? Trời ơi thím. Dung ơi con đừng có lo, con cứ bỏ cái thằng vô tâm, vô tình, vô nhân tính này đi. Út hứa với con, Út sẽ kiếm cho con một thằng bồ đẹp hơn thằng này, giỏi hơn thằng này gấp trăm lần. Con là con, chẳng qua con chỉ muốn lên thành phố là con lập nghiệp, con kiếm tiền và con nuôi Dung thôi, chứ con đâu có ý gì đâu. Thôi đi đừng có nói dốc nữa, ở đây á việc thiếu gì không làm đi, mắc gì phải lên tới Sài Gòn lận. Bởi vậy người ta nói đúng mà ha, muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do. Trời ơi thất vọng với con thiệt luôn á. Đúng rồi chị hai ơi, hay là nó sợ con Dung đừng có bầu bì ta nên nó mới bỏ chạy ta. Con không có ý đó thiệt mà, mọi người bình tĩnh nghe con giải thích nè. Thôi đừng có lý do lý cháu gì hết á, ở hợp bỏ thì bỏ. Nè đang trong giờ làm việc mà cô bỏ đi đâu hoài vậy? Tôi đúng rồi đó. Trời đất ơi công việc biết bao nhiêu trọng không lo làm, tự nhiên chạy ra đây chửi hùa vậy Trâm. Trời ơi chị hai, em thấy chuyện bất bình thì em nhân danh công lý em ra đây em binh con bé Dung. Vậy mà chị hai còn nói em vậy nữa. Nhân danh công lý hả? Chuyện của người ta mà cô hay quá ha. Tôi thấy ở đây á, người yếu thế chính là chú Thắng đó. Mà tôi tin chú Thắng không phải là người vô trách nhiệm như cô nói đâu. Anh biết cái gì mà nói hả? Chứ cô biết cái gì mà nói hả? Trời đất ơi, anh đó nha. Trời đất ơi, tốt thế ghê vậy. Anh đừng có bên ảnh nha. Ảnh á hả? Ảnh lên Sài Gòn là anh muốn bỏ em đó. Trời trời, anh trời cái gì? Cái miệng anh hả thì nói là lập nghiệp để nuôi em, nhưng mà thật ra anh lên Sài Gòn để anh kiếm người khác đúng không? Nè. Trời đất ơi, nè, gì vậy? Mấy người nói vậy mà mấy người nghe được hả? Chứ làm sao? Thiệt sự luôn á, tôi là tôi không ngờ mấy người nghĩ tôi vậy luôn á. Bực bội vậy. Anh Thắng. Khỏi anh Thắng gì nữa. Cái đầu mặt heo này. Anh Thắng. À, John đi dạ. Bất ghê. Anh Thắng. Trời ơi, cái con này. Trời đất ơi. Trời ơi. Đúng là tấm chiếu mới chưa trải sự đời mà. Cậu Lâm, thằng Thắng mà được điềm tĩnh như cậu á thì đỡ biết mấy. Trời ơi, cô gái nào được gặp cậu á phải nói là phước ba đời tu tám kiếp luôn đó nghe. Gì vậy Thắng? Cô làm gì vậy? Trời ơi, anh như vậy mà không hiểu sao chị hai nói anh vậy luôn á. Tuổi thiệt với anh nha, anh còn thua cái thằng đó nữa. Đi theo tôi làm gì? Đi đâu kệ tôi, đi theo tôi làm gì? Ai biểu đang nói chuyện tự nhiên anh đi làm chi? Chứ đứng lại làm chi? Đứng lại cho mọi người xỉa xói tôi hay gì? Tại anh á. Cũng tại mấy người hết á. Tự nhiên đi bêu rếu chuyện tình cảm của tụi mình chi? Bây giờ làm cho ai á cũng hiểu lầm tôi rồi, ai á cũng chửi tôi được hết trơn á. Không dám tại em đâu, tại anh á. Sao tại tôi? Anh nói một đằng anh là một nẻo, anh nói anh thương em, vậy mà tự nhiên bây giờ anh cố gắng anh tìm việc làm ở trên thành phố á. Anh á, anh muốn bỏ rồi em tới mức độ vậy luôn á. Cái đầu ở trong có não không hả? Hay có tàu hũ? Chứ bây giờ nghĩ coi, Đức á là ca sĩ, tôi quản lý cho nó, mà bây giờ thằng Đức nó đi qua bên nước ngoài rồi, tôi ở đây tôi thất nghiệp thì tôi phải lo cho tương lai sự nghiệp. Có tương lai sự nghiệp mới có tiền lo cho mấy người chứ. Chứ bây giờ không lẽ ở dưới quê rồi cặp đất ăn, hay đi hái sen hả? Hái chẹt sen đó. Hả? Đúng rồi đó, đất ở quê của em vừa dẻo vừa mềm vừa dai, anh có thể ăn được. Trời trời trời. Nói vậy mà cũng nói được rồi. Đâu có nhất thiết phải lên thành phố đâu. Có chuyện gì
Ở đây vẫn có công việc em, mà em, anh không muốn nhìn thấy em. Đi 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 anh đi. Anh làm gì xua đuổi em dữ vậy? Ừ bây giờ xua đuổi luôn á. Bây giờ thích vậy á. Rồi anh sao? Anh Thắng hả? Anh Thắng. Trời trời ơi. Cái gì xịt té xuống xe mày. Bữa nay anh gan ha. Dám mà hiếp chị Dung của tụi em. Đúng rồi đó. Nè, chuyện của người lớn. Tụi em là con nít biết cái gì mà xí vô. Trước khi đi á, chị hai có giao nhiệm vụ cho tụi em bảo vệ cho chị Dung hết mình. Hồi sáng em dặn rồi mà anh đâu có chịu nghe. Bây giờ em không cần biết là có chuyện gì. Anh mà còn hiếp chị Dung nữa đừng có trách tụi em. Đúng. Thôi hai đứa ơi. Ôi chân em á. Ê. Ê. Ôi. Mày cái đứa này. Hồ nhau ăn hiếp. Tức thiệt chứ. Rồi thì sao? Trời ơi. Sao tôi khổ quá vậy nè. Trời ơi. Trời mệt quá. Ăn đi. Mà nhìn cái mặt thấy mệt ghê. Con đang buồn về mốt ăn gì được hay luôn á. Buồn ăn hết hồ bếp buồn. Gái còn nữa. Ăn với uống miệng nhóp nhép nhóp nhép. Không có ý tứ gì trơn trội. Tại Tại xài gì tám cho nó ngon quá thôi. Con ăn miếng nào á. Trời ơi con ghiền miếng đó luôn á. Ngon. Ngon thiệt không? Dạ thiệt. Ăn thử miếng ba. Ăn thử miếng ba. Tao tao miếng coi. Trời ơi. Chai già kính yêu. Ờ. Ê ba. Trời ơi trời. Nó chua bà cố luôn mà biểu toàn. Quỷ sứ à. Trời sao mày ăn được hay vậy? Thoài vừa miệng ngon chết luôn à. Ba không quen á. Ốc. Cái gì? Mệt quá nhìn Út nhà con thấy gáy quá. Con đang buồn. Ốc. Con hỏi Út này nè. Bộ mấy bà có bầu á là hả thèm chua dữ lắm hả Út? Đúng rồi. Mấy cái món xoài này là món tủ của bà bầu á. Mà đặc biệt nha, xoài mà càng chua nha là mấy bà càng khoái. Hả? Kỳ quá vậy. Càng ăn tôi càng đã mà tôi xin bỏ thêm mấy trái nữa. Đi làm chiều ghé qua xin luôn có mua. Cái gì vậy? Chú rè luôn á. Thôi cho con vô làm chén nóng đường chấm ăn mới được. Út ăn thì cũng nổi da gà luôn á. Chú le mà ăn mày tập bao chữ trời bị sao á. Ờ sáng con định nói gì với ba đó nói đi. Hả? Chuyện gì? Dạ con có chuyện này muốn nói với ba. Nhưng mà ba hứa với con là ba đừng có giận con nha. Trời ơi, giận hờn gì mày ơi. Nói đi, có cái gì đâu mà giận. Thề luôn á. Thật ra là con con có điện thoại rồi. Lấy con nói chuyện với tí nha. Ừ. Alo. Gì? Sai cái gì? Cô làm việc cái kiểu gì vậy hả? Cô lại làm sai cái hồ sơ đó kìa. Tôi nói cho anh biết nha. Tôi là một con người rất là có trách nhiệm. Chứ không phải là một con người vô trách nhiệm như anh đâu. Nè, cô không tin thì cô mở ra kiểm tra lại đi. Cái tinh thần trách nhiệm trong công việc của cô đâu. Mà lúc bạn làm hợp đồng á, cô nói hay lắm mà. Cô nói cái bản hợp đồng này chỉ là chuyện nhỏ đối với cô. Bây giờ lại sai là sao? Anh nói cái gì? Anh là người làm sai mà anh còn đổ thừa cho người khác nữa hả? Tại sao mà anh lại chối bỏ trách nhiệm của mình như vậy? Rõ ràng là anh làm sai mà không phải tôi. Tôi không hề làm sai, anh hiểu không? Anh coi lại đi, anh vừa phải thôi chứ. Nè nè, cô sai rồi đó. Cô bớt nói là giùm tôi được không? Cô nói nhiều quá con này cũng cắn lưỡi đó. Tôi nói cho cô biết nghe chưa? Ghét của nào là trời trao của đó đó. Anh nói chuyện thật là nực cười. Tôi nói thiệt cho em biết nha, đàn ông trên thế giới này mà chết hết rồi á cũng mới tới lượt anh đâu. Út ơi, Út để đâu vậy? Cái gì? Nói thì hay lắm. Đụng tới là toàn làm sai không à, sai nữa nè. Út trời ơi, con kiếm mấy trái ớt không có nè. Cái ớt ăn sau nhà chứ có đâu. Con nhỏ này làm có chiếc mắm đường cũng xong nữa. Trời ơi, con mấy trái ớt mà giấu làm gì cũng biết nữa. Kiếm hoài không có. Dở. Hello con. Gì Út?
Anh chưa. Có ai ở nhà không vậy? Có ai ở nhà không? Bỏ cái điện thoại xuống đi. Nói nè. Đi con nghe nè. Có ai ở nhà không? Không. Nè, nghéo hỏi cái này nè. Thôi tao đi về luôn. Thì đốc hỏi đi con nghe nè. Tắt cái game đi. Thôi. Út có một chuyện này muốn nói với con. Nhưng mà con hứa với Út là con không có được kể cho ai hết. Nghe không? Nếu mà con kể là Út giận con luôn á. Chuyện gì mà bí mật? Rất là bí mật và rất là quan trọng đối với cuộc đời Út. Bây giờ á, thường thường á, con thích nghe cái thể loại nhạc là nó kiểu như là nó, đó, là nó sập sình rồi nó chiêu chiêu mà nó hip hop nó này kia, con thích cái kiểu đó không? Yêu là kiểu nó chắc cái ừ đúng, thích không? Thích kiểu đó không? Nó sập sình sao con không hiểu thì lắm. Thì giống như là trong cái gọi là cái búp á, cái kiểu cái búp á, ừ cái búp cái mình uống cái. À con biết rồi. Rồi. Con có thích cái kiểu đó không hay sao? Con hả? Ừ. Con thích. Thích hả? Ừ, con thích. Thiệt không? Thiệt. Nhưng mà sao vậy Út? Thì Út cũng tính là Út về đây nè. Do là ở trên Sài Gòn làm ăn á thì Út cũng ổn rồi. Nhưng mà Út muốn về đây để mà Út mở thêm một cái búp dạng đó đó. Không phải mở dưới quê mình, bí mật khi nào mà mở rồi thì con sẽ hết hồn với điều đó. Nhưng mà con thấy ổn đúng không? Thôi không mấy còn có ý kiến gì nè. Út mở trà sữa búp đi. Vừa uống trà sữa vừa chiêu. Ôi sao con nghĩ ba con mới vậy? Sao vậy em nghĩ sao mà trà sữa búp vừa uống trà sữa vừa chiêu? Vừa uống trà sữa vừa chiêu. Thôi đi bà ơi, bà điên quá bà ơi. Thôi vậy đi. Út cảm ơn con rất là nhiều. Coi như là con đã khích lệ cái tinh thần của Út để Út có thể tự tin mở cái quán đó ha. Út hứa với con, khi mà Út đã mở xong quán thành công rồi, Út tặng cho con một cái vô chờ 50% cho con, hai đứa bạn của con luôn. Cái vô chờ? Ừ. Con? Ừ. Nửa năm luôn. Miễn nửa năm của con khỉ. Hai lần đó ba. Tiền lời đâu mà làm dữ vậy? Kiêu kỳ quá à. Nhớ nha, bí mật nha, không có được nói cho ai biết nha. Nhất là ba của con đó. Nghe không? Về nha. Vậy thôi hả? Hết rồi. Trời ơi. Không hiểu luôn á trời. Tự nhiên nhắc trà sữa chưa thèm quá cho ta. Đi mua trà sữa uống. Nghĩ mà buồn. Đứa con thương nhất á thì cũng bỏ mình đi rồi. Giờ tới đứa con thứ hai, nếu như mà ba không cho thì chắc cũng phải đành bỏ tiếp vậy. Nghĩ mà buồn thối ruột. Dù gì thì cũng đã mất một đứa con rồi. Không lẽ bây giờ lại bỏ luôn một đứa con chưa hình thành hay sao? Ông ơi! Ông! Hồi nãy giờ mày có nghe tao nói gì không vậy? Tao nghe chết liền á. Ừ. Hết rồi! Mày đi đâu đây? Qua rủ ông nhậu. Con mời ông vô ông. Đáng lẽ tao không ngồi nhậu với mày đâu. Tao không bao giờ thích ngồi nhậu với mấy cái thằng sở khanh được. Mấy cái thằng mà ăn xong rồi quẹt mỏ. Mấy cái thằng mà quất ngựa tri phong như trời mày ơi. Trời. À, ngay cả ông cũng biết cái chuyện đó. Và ngay cả ông cũng nghĩ con là người như vậy hả? Sao ông nghĩ? Tao nói thiệt nha, con Dung nó hiền á, chứ gặp tao rồi tao quánh banh xác rồi. Cái thứ gì mà ham vui rồi đó, rồi đi rồi đó, đổ nợ ra, nó thấy chưa? Không phải là con ham vui, không phải là con vô trách nhiệm,
Nhưng mà bây giờ ông nghĩ đi, con á là bây giờ hiện tại là thằng Đức đi nước ngoài rồi, con thất nghiệp đâu có công ăn chuyện làm gì đâu, tự nhiên đùng một cái có vợ, rồi giờ con lấy vợ về rồi con sống bằng gì, rồi sống ở đâu, rồi vợ chồng rồi ăn cái gì, tiện đâu ăn. Cho nên con thấy con rất là hoang mang, cho nên là con không biết phải làm như thế nào. Ông hiểu con không? Quá hiểu, hiểu quá trời luôn á. Bởi vì tao cũng hoang mang đây nè. Tự nhiên có cháu. Cháu gì? Cháu gà. Tự nhiên tao thèm cháu gà. Trời ơi, giờ này mà ông còn tâm trạng ăn uống nữa. Con nói thiệt, ông bà xưa mình nói rồi, không có câu nào mà sai hết trơn á. Phận đàn ông 12 bến nước, biết bến nào trong, biết sông nào đục. Bởi con nói ông nghe. Ủa cái câu này người ta nói dùng cho phụ nữ mà. Không, vậy là ông chưa cập nhật lại. Bây giờ là dùng cho đàn ông. Ủa đàn ông giờ cũng giống phụ nữ hả? Thì đó. Nhưng mà ông biết sao không? Làm đàn ông á là đã khổ rồi, mà để làm một đàn ông tốt á còn khổ gấp trăm lần. Lỡ may ví dụ mà mình làm một cái gì sai, sơ suất một cái thôi là mang tiếng cả đời luôn. Bởi vậy, con biết vậy là hồi đó lúc mà má con đẻ con ra là con chọn ngay từ đầu là con làm đàn ông xấu đi, khỏi làm đàn ông tốt, khổ quá. Vô đi ông, vô với con đi. Mày khổ một, tao khổ 10. Có hiểu không? Sao ông khổ? Thì tao đứng cửa giữa nè. Thiệt tình luôn á. Vô đi ông. Đàn ông đàn em, mà đừng có nói là mày là trụ cột của gia đình nha. Phải, nhưng mà tính đi tính lại là đàn ông vẫn khổ nhất chứ bộ. Phải rồi, đàn ông là bị đặt đâu ngồi đó hả, đúng không? Dạ đúng. Bộ ông không nhìn thấy vậy hả? Tao cũng thấy vậy. Giờ mày nói mà tao mới kiểm nghiệm là cả cuộc đời tao mấy chục năm trời tao cũng bị y chang mày luôn. Thì đó, tao toàn là bị tụi nó đặt đâu rồi phải ngồi đó. Tụi nó nói tao là trụ cột của gia đình, tao phải làm cái trụ, tao phải làm cái cột để cho nó leo lên đầu lên cổ tao. Trời ơi, vậy thì làm cái trụ cái cột để làm gì nữa? Tao có quyết định rồi. Con cũng có quyết định rồi. Vô. Vô. Ngoại ơi, nắng anh dọn đồ anh bỏ nhà đi thiệt ngoại ơi. Cái thằng này đúng là tệ mà. Tưởng đâu là nó suy nghĩ thông suốt rồi chứ. Mà con thấy cũng tại tía hết trơn á. Ai biểu tí chửi nó quá trời quá đất làm chi. Tao chửi nó nhiều cũng đáng đời. Tại vì nó là thằng đàn ông mà nó không có bản lĩnh, dám làm mà không dám nhận. Ngọt. Dạ. Kêu ông Dung qua đây để nó trốn là khó tìm được lắm á. Trời ơi, con kêu nãy giờ rồi. Mày kêu sao giờ nó chưa tới? Anh Thắng, anh làm cái gì vậy? Trời ơi, làm cái gì vậy? Vậy dạ. Mà anh nói hả, anh kêu tôi phải tin tưởng anh hả? Vậy sao tin tưởng được? Ê trời, làm gì vậy? Đi đâu vậy? Trời ơi trời. Ê, được được, công tình xếp nãy giờ đó trời ơi. Đi đó, nó tính dọn đi đó. Ủa dạ? Trời đang chuyển mưa đó, đi cho xét đánh ăn. Trời ơi cái gì vậy? Tội nghiệp con ghê nha. Coi như là tấm thân ngàn vàng trao nhầm người rồi con. Trời ơi. Ông nói giùm con tiếng đi ông. Nói cái gì? Hả? Nói cái gì? Con nhỏ này đã trao thân nhầm tướng cướp rồi nói cái gì? Tao nói cho mày biết nha. Mày á, đừng có quất ngựa trên phong. Mày chạy ở đằng trời, tao cũng rỉ cái giò mày lận á. Mày bước ra khỏi nhà đi. Muốn đừng que giò cho mày coi. Trời ơi, mọi người ơi, mọi người hiểu lầm con rồi. Thật ra là con đâu có phải là dọn đồ rồi con bỏ trốn về thành phố đâu. Con là con dọn đồ là con đi qua nhà bạn gái con ở. Bạn gái nào? Gì vậy? Cái gì vậy? Bạn gái nào? Em bình tĩnh đi, nè nè. Em bình tĩnh nghe anh nói nè. Bây giờ em nghĩ coi trong cái xóm này nè, có ai chịu quen anh đâu. Thì bạn gái của người ta anh ý nói đây là đây nè. Không hiểu ý mà còn chửi nữa. Thì anh tính là dọn đồ nè xong đi qua nhà em á. Nhưng mà chẳng qua là anh tính làm cho em bất ngờ, anh chưa có kịp nói. Thôi bây giờ máy sẵn có em đây nè, là bây giờ anh qua đó anh ở á, để anh dễ lo lắng cho em. Em có đồng ý không? Em hả? Ừ. Thôi nè. Vậy thì được. Dạ, với lại á, ông biết sao không? Con suy nghĩ kỹ dữ lắm rồi. Bây giờ mà con lên trên thành phố á, thì trên đó cũng đang dịch mà. Cho nên là nhiều khi lên công việc đâu có ổn định đâu. Bởi vậy con ở dưới đây, xong rồi con sẽ xin ra vườn trái cây của ông á con làm. Ông nhận con nha. Ừ,
được, tao chấp nhận. Đó. Nhưng mà nè, dạ, cái gì cũng thiệt tình nha. Con nói thiệt mà, ông nhìn mặt con nè. Thấy không, mặt con là toàn là bị dụ không à, chứ con đâu có ranh ma quỷ quái gì đâu. Đó, thấy chưa, gì vậy, con đã nói rồi mà, con nói anh Thắng là người đàng hoàng mà mọi người đâu ai tin con. Mày hay quá ha, mày là cái con nhỏ chữ nó nhiều nhất á. Rồi bây giờ mày né qua, mày né lại. Mày thấy bây giờ á, nó thể hiện cái sự tốt đẹp của nó, cái mày làm như là mày là người phát hiện ở đầu tiên. Cha, thằng cha mày bữa nay nó đi chỗ khác rồi, nó đi công chuyện rồi, cho nên mình sáng ngồi nó phải không? thôi, mọi người, bây giờ con thấy vậy nè, anh á là anh qua bên nhà em á là em bớt suy nghĩ linh tinh lại, với lại mọi người ở đây á là bây giờ phải tin tưởng con, không có được nói xấu con, không có được đánh giá thấp con nữa, nha. Có chửi nữa. Tin anh rồi đó. Để sợ em thiệt luôn á chồng. Phúc. Ủa, ông nội. Đi kiếm Trâm về cho ông nội nói chuyện coi. Dạ, như cô Út ở trong phòng á, để con kêu. Dạ, ba, cứ con gì ba. Tại sao con lại làm vậy hả? Tại sao con có những suy nghĩ mà nguy hiểm mà tội ác như vậy hả? Ác độc quá vậy ba ơi, con có lỗi với ba, ba bỏ qua cho con được không ba? Ba đừng có đuổi con đi mà. Bây giờ á, cuộc sống của con bây giờ chỉ có biết nương cậy vào ba thôi. Nhà này á, ba mộng cho con ở đi, con cũng biết đi đâu nữa. Ai đuổi bay? Ai nói là đuổi bay ra khỏi cái căn nhà này hả? Bay cứ ở đây ha, đẻ đi ha, rồi tao nuôi, nghe chưa? Ủa cái gì ba? Đẻ? Đẻ là sao ba? Là sao? Ủa sao ba kêu con đẻ? Không lẽ tao đẻ? Nè à... Thôi đừng có lẻo lự nữa, ba biết con quá mà Trâm, đừng có chối ha. Hôm bữa ba có nghe con nói là bỏ một đứa con rồi, xong rồi chuẩn bị sắp bỏ một đứa con sắp hình thành nữa là sao hả? Trời ơi ba. Trời ơi, ba nghe nhầm rồi. Gì nhầm? Trời ơi, con gái của ba hả, ở trên Sài Gòn nó làm muốn chết luôn, một mảnh tình dắt da con còn không có nữa, chi mà đẻ như này nọ. Con phải nói là cái đẻ đó, mà ý của con á là đẻ đây là cái đứa con tinh thần á, cái đứa con tinh thần thứ nhất của con á là đã nằm trên Sài Gòn đó, coi như là con bị phá sản rồi. Con mới về đây là con đẻ thêm đứa con thứ hai, mà cái đứa con thứ hai là chỉ là dự tính thôi. Con tính về đây nè, con mở một cái búp. Ba không có hiểu cái từ búp đâu, nhưng mà con hiểu, mà bảo đảm với ba bây giờ giới trẻ với quê mà nó nghe cái tên đó là nó mê, nó khoái lắm đó. Mà con có thể là con chưa kịp nói với ba luôn, là coi như là ba đã tạo cơ hội cho con để mà con có thể đổi đời mình rồi. Con cảm ơn ba rất là nhiều luôn. Thì bây giờ á, sẵn tiện đây á, con trình bày với ba luôn. Ý con là vậy nè, trước khi mà con về quê á là con đã suy nghĩ rồi, là cái quán cà phê hiện tại của ba đúng không, con dẹp hết, dẹp hết toàn bộ, con mở một cái quầy búp như vậy nè đó, sau đó con gắn đèn khắp cái sân của mình luôn đó, rồi con thuê chân dài nuốt nà về làm phục vụ đó, rồi thuê mấy anh đi chay á về chà đĩa vậy nè đó, thấy chưa? Xong rồi nha, nhà mình bán cà phê hả? Khỏi bán cà phê luôn, chuyển sang bán mì hơi luôn ba. Đó, con bảo đảm với ba là bà con làng xóm nhìn cái nhà mình thành lát mắt luôn. Chẳng mấy chốc mình trở thành đại gia. Ba! Mày ăn nói kiểu gì? Mày dám nói những câu đó trước mặt ba mày hả? Con đâu có nói gì đâu ba, tại vì ba hỏi thì con mới nói, mà ba đồng ý ba cho con rồi con mới dám nói. Cho mày. Ba mày đi xuống ba mày làm cái chuyện này hả mày? Tối nay á, cô làm lại bản hợp đồng mới cho tôi nha. Tối nay?
để bước chân vô cái gia đình này là phải chấp hành gia quy, dù có là khách hay là người trong nhà cũng phải chấp hành. Người lớn nói người nhỏ phải nghe, sao cãi tôi hoài vậy? Ông á, từ ngày có cái gia quy đó, lúc nào cũng vịnh vô ăn hiếp tôi hết á. Nhưng mà đúng không, mình phải thực hiện theo gia quy chứ, cãi cái gì? Càng ngày càng quá đáng. Đón xem Ngôi Sao Việt Nam phát sóng vào lúc 21:55 thứ tư hàng tuần, bắt đầu từ ngày 6/1/2021 trên kênh HTV7. Tự dù ở đó đây, còn lại những ước mơ thì gió mây. Yeah, tìm người thân có phải là khó, phải là khó như người say. Phải làm quen với chiều về về. Còn gì đâu xa hoa, đây là phút giây mình cho em nghe bài bản tình ca. Yeah yeah, là một nước ngôi sao là tỏa tỏa sáng cho gì mình. Anh và em sẽ không rời xa. Nhưng mà có ai biết đâu một ngày không xa sẽ có khúc mắt đường tình phong ba. Chỉ cần một sân khấu hoành tráng, chỉ cần sàn diễn trong tim em là đủ. Ngôi sao này không cần quản lý, chỉ cần có em là chủ. Dịu dàng như đóa hoa một làng, là phần quà vô giá do trời ban. Đã bên nhau cũng cả mà quên mất luôn thời gian. Trao cho nhau một cung chỉ riêng, cho một cung chỉ riêng. Yeah yeah.